Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại đề thi học kỳ 2 năm học 2021-2022. Phần đầu tiên của chúng ta là phần nghe. Rồi chúng ta qua cái phần reading and writing. Bài số 6 của chúng ta đó là chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ đọc. Và câu nào đúng chúng ta đánh dấu tick, câu nào sai chúng ta đánh dấu cross. Ví dụ câu số 0, Nam has a drone. Nam có một con búp bê. Và chúng ta nhìn hình không thấy búp bê đâu hết, thì câu này sai, đánh dấu x. Câu tiếp theo, My has a puzzle. My has a puzzle. Puzzle là xếp hình và đây là xếp hình. Vậy câu này đúng, đánh dấu tích vào. Rồi, number 1, There are 2 books under the table. Có 2 quyển sách. Under là bên dưới. Bên dưới cái bàn. Có 2 quyển sách bên dưới cái bàn và chúng ta nhìn sang cái hình này nó đúng như vậy. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu gì? Chúng ta sẽ đánh dấu tích vào đây. Câu số 2, There is a cat under the bed. There is a cat under the bed có nghĩa là có một con mèo bên dưới cái giường và chúng ta nhìn hình chúng ta thấy con mèo nó bên trên cái giường và bên dưới. Vậy câu này sai. Sai thì chúng ta đánh dấu x vào. Câu số 3, My has a cat, a dog and a parrot. Mai có một con mèo, một con chó và một con vẹt. Chúng ta nhìn một con mèo, một con chó và một con vẹt thì câu này đúng. Đúng thì chúng ta đánh dấu tích vào. Sang câu số 4, How many dogs do you have? Bạn có bao nhiêu con chó? I have one. Tôi có 1 con. Các bạn nhìn hình thấy có 2 con. Vậy câu này sai, đánh dấu x. Rồi chúng ta sang question 7, Look at the pictures. Nhìn hình. Read and write words as example. Chúng ta sẽ viết vào những ví dụ, tức là chúng ta nhìn hình thấy cái bút chì thì chúng ta sẽ viết bút chì là pencil vào đây. Rồi chúng ta vào bài. There are 2, có 2 quyển sách. Quyển sách của chúng ta sẽ là book có sờ bởi vì số nhiều nhé. Book có sờ bởi vì đây là số nhiều. Câu số 2, What are you doing? Bạn đang làm như thế. Tôi đang nấu ăn và nấu ăn của chúng ta đó là cooking. Sang câu số 3, What's she doing? Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy đang hát. Và cái từ hát của chúng ta đó là sing gì? Singing. What toy do you like? Bạn thích đồ chơi nào? I like kites. You like kites. Rồi chúng ta xuống bài số 8, Question 8, Look at the pictures, look at the letter. Chúng ta hãy nhìn bức tranh và nhìn chữ. Chúng ta sẽ sắp xếp lại cho đúng. Ví dụ này, câu số 0, đây là cái bút máy. Chúng ta sẽ viết bút mực đó, chúng ta sẽ viết là pen. Câu số 2 là drone, chúng ta sẽ viết lại thành từ drone, ok, drone. Số 3, các bạn thấy đây là con thỏ đúng không? Con thỏ là số nhiều nữa này, rabbit mà có chữ sờ đằng sau. Là các bạn nhìn ở đây là rồi. Câu số 3 của chúng ta là skipping các bạn. Skipping, nhảy dây. Câu số 4 là người máy. Người máy là robot và có chữ sờ đằng sau bởi vì số nhiều. Chúng ta sang question 9, điền vào chỗ trống với từ thích hợp. Chúng ta có parrot là con vẹt, cat là con mèo, dog là con chó, goldfish là con cá vàng, dogs là những con chó số nhiều. Vậy tôi điền này, Nam, Linda and Mike thích thú cưng. Họ có những con thú cưng khác nhau, different là khác nhau. Nam has a dog, Nam có 2 con chó. And tree, bây giờ tree là con vật mà số nhiều các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta có con không, chúng ta nhìn hình các bạn. Bạn Nam có 2 con chó và 3 con vẹt đúng không? Ở đây chúng ta sẽ viết là parrot có sở nhé. Linda đây, Linda có 3 con gì và 1 con gì? 3 con mèo và 1 con, 3 con mèo là cat, 3 cats và 1 con chó, ở đây là dog, dog không có sở. Mai có 4 con cá vàng, 4 con cá vàng bạn sẽ viết là goldfish. Goldfish. Rồi cái đề của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những đề tiếp theo.